Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 85. Chương 841, một tia hy vọng 1. Ý thức được kết quả nếu cứ hành động như vậy, Dương Gia nhận được nhắc nhở từ giấy ra người, định thay đổi phương án hành động tiếp theo. Nhìn ngọn nến màu trắng này, có người cảm thấy xa lạ, có người lại cảm thấy quen thuộc. Sự tồn tại của nến quỷ không phải chuyện cơ mật hàng đầu, chỉ cần đủ cấp bậc tự nhiên sẽ có thể tiếp xúc đến thông tin này. Trương Lôi biết tư liệu thông tin về nến quỷ. Đây là nến quỷ. Nhìn hành động khó hiểu của Dương Gian, khi trông thấy cây nến trắng bệch có chút kỳ dị thì Trương Lôi không kiềm được nhướng cao chân mày. Ngươi cũng biết nến quỷ sao? Như vậy cũng tốt, ta đỡ tốn thời gian giải thích. Dương Gian mở miệng nói. Trương Lôi nhìn nến quỷ này không hiểu có chút bất an, ngươi nghĩ tới biện pháp gì? Dương Gian nhìn hắn, lại nhìn người khác, chúng ta tiếp tục tìm kiếm như vậy thì dù thế nào đều không nhanh bằng tốc độ quỷ giết người, chờ lúc chúng ta tìm được người khác đều sẽ như trước mắt. Đã biến thành xác chết, quỷ thừa dịp lớn mạnh trong khoảng thời gian chúng ta an toàn, một khi nó phá vỡ cân bằng, mấy người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cho nên, không thể lại cho con quỷ kia cơ hội lớn lên. Nói rất có lý, nhưng phải làm sao khiến con quỷ kia không đi giết người? Ngươi đã nói rồi, đây là một con quỷ không thể giải quyết, không cách nào bị bắt nhốt. Chúng ta căn bản không có thủ đoạn đi ngăn cản con quỷ kia tiếp tục giết người. Nó trưởng thành là đã định sẵn, duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp cũng là đi cùng người khác hội hợp, tránh cho cuối cùng bị giết chết. Vương Giang nhỏ giọng nói, dọc đường đi Vương Giang cũng đang suy nghĩ đối sách, nhưng từ thông tin hiện có thì không nghĩ ra phương pháp phá giải tử cục này. Biết phương thức quỷ giết người rồi, cũng biết quy luật giết người, hiểu rõ năng lực rồi, nhưng cũng vì vậy mới khiến mọi người cảm giác được tuyệt vọng. Dương Gian mở miệng nói, rất đơn giản, dụ con quỷ đó lại đây, khiến nó chỉ lựa chọn tập kích chúng ta, như vậy là người khác giải rác trong căn cứ huấn luyện sẽ không bị giết. Cái gì? Lời này thốt ra, bốn người khác xoe tròn mắt, vẻ mặt kinh khủng nhìn hắn. Trong đầu óc nháy mắt nổi lên một ý tưởng, đây là tự sát. Người ngự quỷ xa lạ kia suýt thét lên, Dương Gian, ngươi không giỡn với chúng ta chứ? Dụ quỷ lại đây, khiến quỷ tập kích chúng ta, bảo chứng an toàn cho người khác, đây, có khác gì tìm chết? Huỳnh Tử Nhã cũng cắn môi nhìn hắn, ta cũng không hiểu nổi cách làm của ngươi, ngươi định hy sinh chúng ta, bảo hộ người khác sao? Đây không phải là tìm cái chết, đây là tìm kiếm một cơ may sống. Ta không vĩ đại đến thế, hy sinh chính mình bảo hộ người khác. Mắt Dương Gian lấp lóe, hắn nói, cây nến quỷ này có thể hấp dẫn quỷ ở xung quanh đến, nếu hết thảy thuận lợi thì con quỷ kia rất nhanh sẽ tới gần chúng ta. Đúng là nến quỷ màu trắng có thể hấp dẫn quỷ xung quanh lại gần, đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Ta đã đọc một ít hồ sơ tư liệu, trong sự kiện linh dị ít có người ngự quỷ nào dám chủ động đốt nến quỷ màu trắng dụ quỷ lại gần. Trên khuôn mặt cứng ngắc của Trương Lôi mang theo mấy phần nghiêm túc, bởi vì dựa theo bình thường tình huống mà nói, quỷ bị hấp dẫn lại gần sẽ tấn công người ở gần nến quỷ màu trắng. Trong đa số tình huống không có người ngự quỷ có thể chính diện chống cự ác quỷ tập kích, hơn phân nửa là sẽ chết, cho nên đa số người không xem trọng nến quỷ màu trắng, ngược lại nến quỷ màu đỏ. Dương Gian phất tay ngắt lời của Trương Lôi, ta đã không còn nến quỷ màu đỏ, trong tay chỉ có nến quỷ màu trắng, như ngươi nói, ta sẽ dụ con quỷ đó đến. Nhưng mà, con quỷ kia thật sự sẽ tập kích chúng ta sao? Các ngươi đừng quên quy luật giết người của con quỷ đó. Nó sẽ chỉ giết chết người đi lẻ, chúng ta không ở trạng thái đi lẻ. Nghe lời này, Vương Giang ở một bên trước tiên phản ứng lại, hắn kinh ngạc nói, ta hiểu ý của ngươi, ngươi muốn dùng nến quỷ màu trắng này dụ quỷ tới, khiến con quỷ này xuất hiện bên cạnh chúng ta. Vốn dựa theo tình huống bình thường sau khi quỷ xuất hiện sẽ tấn công người ở gần nến quỷ. Nhưng bởi vì chúng ta không ở trạng thái đi lẻ, cho nên quỷ hẳn là sẽ chỉ đi theo chúng ta, mà không phải thật sự tấn công chúng ta. Chỉ cần nến quỷ không cháy hết thì quỷ sẽ luôn quanh quẩn chỗ chúng ta, vậy là sẽ không tập kích người khác. Những người đi lẻ có một khoảng thời gian an toàn, thừa dịp đó chúng ta có sung túc thời gian đi sưu tầm người đi lẻ. Dương Gian, ngươi quá lợi hại, dám chơi đùa quy luật giết người của quỷ. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 842,
một tia hy vọng hai. Người khác nghe thấy Vương Giang giải thích xong càng là giật nảy mình. Nếu đúng là như vậy thì phương pháp này quả thực là quá điên cuồng, quá đáng sợ. Nhưng cũng quá mức hoảng sợ. Nguyên nhân hoảng sợ là bởi vì phương pháp này có khả năng thành công. Một khi thành công, tất cả mọi người sẽ được kéo dài thời gian an toàn, xác suất sinh tồn cũng sẽ càng lớn một ít. Không thể không khiến người kinh thánh, người có thể giải quyết sự kiện linh dị cấp S dù không vận dụng năng lực của bản thân thì vẫn lợi hại hơn bọn họ. Dưới loại tình huống này, đổi lại là bọn họ đã sớm kinh khủng chờ chết rồi, sao mà nghĩ ra được, trong cục diện phải chết này bị Dương Gian cứng rắn dãy dụa ra một con đường sống. Mặc dù con đường này chỉ mới mở mang, không biết đằng trước có xuất hiện ngoài ý muốn nào không, nhưng có thể đi đến bước này đã đủ làm người ta bội phục. Có lẽ, đi theo Dương Gian thật sự có thể sống rời đi ra căn cứ huấn luyện khiến người tuyệt vọng này. Dương Gian, hành động đi, ta đồng ý phương án này của ngươi. Trương Lôi cắn, răng nói, dù sao đều phải chết, liều một phen mới có thể sống tiếp, ta cũng đồng ý phương án này của ngươi. Dương Gian, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Bọn họ giờ phút này đã vô điều kiện tín nhiệm Dương Gian, bởi vì bọn họ căn bản không có năng lực sống sót trong sự kiện linh dị phải chết này. Chỉ có Dương Gian có rất lớn khả năng mang theo bọn họ sống sót. Nếu đường nào đều phải chết, vậy Dương Gian là đường sống của bọn họ. Tuy phương án có xác suất thành công, nhưng cũng có khả năng thất bại. Vẻ mặt Dương Gian bình tĩnh nói ra điều khiến hắn lo lắng, nếu nến quỷ bị đốt mà số lượng quỷ trước mắt lớn hơn chúng ta thì như các ngươi đã nói, tương đương tự sát, đương nhiên, ta sẽ giảm khả năng này đến mức thấp nhất, nhưng còn có tình huống thứ hai. Hiệu quả của nến quỷ vượt qua quy luật giết người của con quỷ đó, không phát sinh tình huống trong dự đoán, quỷ bắt đầu không tuân thủ quy luật tiến hành giết người. Tuy rằng phương án này không thuộc về hắn, nhưng cũng là Dương Gian thay đổi từ phương án trên giấy ra người. Hơn nữa đưa vào thực hiện cần dũng khí to lớn. Không phải ai đều dám thắp nến quỷ, đưa quỷ đến bên người. Lời của Dương Gian suýt dập tắt một tia hy vọng mới dâng lên của bọn họ, người lúc trước còn có mấy phần kích động lập tức câm nín. Đương nhiên, ta phân tích loại tình huống này cho các ngươi nghe là khiến các ngươi hiểu rõ ta đang làm cái gì, mà không phải cố ý dọa các ngươi, khiến các ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì với thủ đoạn hiện tại của chúng ta không có nhiều phương án để lựa chọn, cho nên xem như là phương án này tồn tại rủi ro thất bại thì ta vẫn phải làm. Nói xong, hắn rất quyết đoán thắp sáng nến quỷ trong tay. Nến quỷ màu trắng bị đốt lên, ánh nến tỏa màu xám đen kỳ dị. Xung quanh vốn đã mờ tối giờ phút này nháy mắt đã bị một lớp bóng tối bao phủ, mọi người giống như lại nháy mắt trở lại tòa nhà ký túc xá đáng sợ xòe tay. Không thấy năm ngón, quỷ còn chưa xuất hiện, mọi người đã cảm thấy xung quanh có không khí âm u lạnh lẽo ập đến. Đây là cảm giác rất tồi tệ, hoảng sợ vừa bị đè ép lại lần nữa nhanh chóng dâng lên. Đi chỗ trống trải phía trước đợi quỷ xuất hiện, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, các ngươi tự hiểu chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Dương Gian giơ cao nến quỷ đi tới trước. Ta hiểu, nếu thất bại cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết ở chỗ này, nếu là may mắn, chúng ta còn cơ hội sống rời khỏi nơi này. Trương Lôi gật đầu, dứt khoát buông thả. Giống như vừa rồi tiếp tục tìm kiếm người khác chỉ là lãng phí thời gian, chờ bọn họ tìm được một người, có lẽ quỷ đã giết ba, thậm chí là giết hết những người khác. Vĩnh viễn không nhanh bằng quỷ, cuối cùng kết quả là chờ chết. Trước mắt, quỷ hẳn là còn chưa hình thành áp chế tuyệt đối, chỉ cần phương án này thành công, cục diện phải chết sẽ xuất hiện một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng này cần lấy mạng của 5 người đặt cược, hơn nữa xác suất không quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 843, ác quỷ ập đến một. Trên một chỗ đất trống của căn cứ huấn luyện, 5 người Dương Gian, Trương Lôi, Vương Giang, Huỳnh Tử Nhã đứng chung với nhau thành một vòng tròn nhỏ. Chính giữa vòng tròn đặt một ngọn nến màu trắng. Sau khi thắp thì ngọn nến rất kỳ dị, tỏa ra ánh sáng màu đen. Ánh sáng đen bao phủ mọi người vào trong, như chìm vào bóng tối. Ánh nến chập chờn. Có luồng khí âm u lạnh lẽo bao phủ tới, trong môi trường yên lặng, trống trải mà tối tăm, bất cứ gió thổi cỏ lay đều đủ khiến dây thần kinh căng thẳng của mọi người rung lên. Đã thắp nến quỷ hơn 10 giây. Tâm trạng của mọi người nghiêm túc, bởi vì bắt đầu từ bây giờ,
trong khoảng thời gian tiếp theo quỷ thật sự rất có thể sẽ xuất hiện ở gần đó, bọn họ cần cảnh giác bất cứ động tĩnh, phải lập tức xác định vị trí của quỷ. Dương Gian ngồi xổm trên mặt đất mở ra túi hành lý, dường như đang nhanh chóng chuẩn bị cái gì. Người ngự quỷ xa lạ kia nhìn ngọn nến đốt cháy dưới đất, nghĩ ra một phương pháp tự cho rằng ổn thỏa, tuy rằng có chút vấn đề ta cảm thấy không nên hỏi. Nhưng ta vẫn muốn đưa ra một kiến nghị, tại sao chúng ta không bỏ lại nến quỷ ở đây rồi rời khỏi, đi tìm kiếm người khác. Nến quỷ nếu có đặc tính hấp dẫn quỷ thì chắc không cần chúng ta cũng ở chỗ này chờ chứ. Dương Gian đầu cũng không ngẩng lên nói, ngươi cảm thấy chúng ta rời khỏi, nến quỷ còn có thể tiếp tục cháy bình thường sao? Có lẽ quỷ sẽ thổi tắt nến quỷ, có lẽ nến quỷ hấp dẫn quỷ tới xong nó rời đi, hoặc có lẽ nến quỷ sẽ bị tập kích. Số lần ta dùng nến quỷ đại khái khoảng 10 lần, gặp nhiều tình huống đột phát, ta sớm suy nghĩ giống như ý tưởng của ngươi. Kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị khiến hắn giảm bớt khả năng phạm sai lầm. Sự kiện linh dị cấp bậc càng cao thì càng ít cho phép có sai lầm, sơ sẩy một cái thì chết. Lúc trước Dương Gian xử lý sự kiện quan tài quỷ ở thôn Hoàng Cương đã phạm sai lầm, hậu quả là cân bằng bị phá vỡ, quỷ bắt đầu giết người, hắn cùng người ngự quỷ khác suýt chút đoàn diệt. Nghe Dương Gian, lúc này chúng ta không thể ra ý kiến lung tung. Hơn nữa đã thắp nến quỷ rồi, chúng ta nên nghĩ cách ứng đối tình huống kế tiếp đi. Trương Lôi nói, mọi người giờ phút này giữ trầm mặc, bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp quỷ tùy thời sẽ đến. Dương Gian làm chuẩn bị rất đơn giản. Hắn không cách nào khẳng định trước mắt con quỷ kia có thể áp chế số lượng là bao nhiêu, cho nên phải có thủ đoạn bảo hiểm. Trước mặt Dương Gian đặt một cái bình và một cái hộp màu vàng. Trong bình đựng hồn bình tìm được trên máy bay đến thành phố Đại Kinh, tình nghi bên trong có một con quỷ, lúc ở sân bay Quách Phàm từng bị quỷ trong bình này tấn công. Thứ trong hộp là một bàn tay, là một phần trên người của quỷ. Dương Gian không cách nào khẳng định bàn tay này có bị phán định thành một con quỷ hay không, cho nên hắn lấy ra cả hai. Với trạng thái hiện giờ của ta hẳn là có thể khống chế tay quỷ này. Mắt Dương Gian lấp lóe. Dương Gian định chờ lúc nguy hiểm thì lợi dụng hai thứ này tăng thêm số lượng quỷ bên mình, do đó bảo đảm người phe mình không trong trạng thái đi lẻ. Nhưng đây là thủ đoạn ứng cấp. Bởi vì tùy ý thả ra quỷ không chừng sẽ mang đến rất nhiều nhân tố không thể khống chế, trừ phi đến lúc nguy cơ, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trong lúc bọn họ thắp nến quỷ chờ đợi, nơi khác trong căn cứ huấn luyện, cảnh tượng kỳ dị đáng sợ vẫn không ngừng trình diễn. Căn tin trong căn cứ, nơi này có một người ngự quỷ chạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá, hắn không có lựa chọn rời đi căn cứ huấn luyện, mà là lựa chọn một chỗ an toàn, ẩn khuất để trốn, chờ sự kiện linh dị này qua đi. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, bởi vì căn cứ huấn luyện này nằm trong phạm vi thành phố Đại Kinh, cấp trên không thể nào mặc kệ. Chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ có người đến giải quyết tình huống nơi này. Người ngự quỷ này không có điện thoại định vị vệ tinh, không biết tình huống của con ác quỷ này, cho rằng trốn đi, giữ yên lặng, không đi lung tung thì sẽ không sao. Ngược lại, hắn trong trạng thái đi lẻ vừa lúc phù hợp mục tiêu của ác quỷ. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 844, ác quỷ ập đến 2. Rất nhanh, một lớp bóng tối theo bốn phương tám hướng bao phủ nhà ăn này. Sâu trong bóng tối, một tiếng bước chân rõ ràng mà nặng nề quanh quẩn trong nhà ăn. Từ vị trí phát ra âm thanh có thể phán định chủ nhân của tiếng bước chân cách người ngự quỷ trốn trong nhà ăn càng lúc càng gần. Giống như sớm biết ngay, nơi này có người vậy, cho dù là trốn đi cũng chẳng có một chút tác dụng. Chỉ riêng mấy phút thời gian trôi qua, một tiếng hét thê lương quanh quẩn trong nhà ăn. Khi tiếng kêu ngừng, bóng tối xung quanh bắt đầu nhanh chóng tán đi, đồng thời để lại một xác chết vặn vẹo tàn phá trong góc nhà ăn. Lại trở lại nơi này, đáng chết, căn bản không đi ra được sao. Một người ngự quỷ tên Tiền Nghị nhanh chóng rời khỏi tòa nhà ký túc xá, đi ra căn cứ huấn luyện thì phát hiện mình dạo một vòng lại trở về. Cảnh tượng kỳ dị không giải thích được khiến hắn sắc mặt đặc biệt khó coi. Tiền Nghị hiểu rõ chính mình không có nhiều thời gian, bởi vì lúc trước vì bảo chứng chính mình có một khoảng thời gian hoạt động an toàn đã lừa Dương Gian vào tòa nhà ký túc xá. Lúc ấy trong tòa nhà ký túc xá có quỷ. Tiền Nghị định lợi dụng người ngự quỷ hàng đầu Dương Gian bám giữ con quỷ khủng bố kia, tranh thủ thời gian cho mình chạy khỏi đây. Nhưng mà,
Hắn thất bại. Đây không phải là quỷ vực bình thường, nếu không thì ta nhất định có thể đi ra, phe này chơi lỗ. Con quỷ đó sẽ giết người đi lẻ, bây giờ ta ở trạng thái đi lẻ, quỷ tùy thời đều có thể xuất hiện ở bên cạnh ta, giết ta. Tiên Nghị cắn răng, trong lòng muốn phát điên. Sớm biết sẽ là kết quả này thì lúc nãy hắn đã hội hợp với Dương Gian chứ không trốn một mình. Nhưng Tiền Nghị không thể quay về quá khứ để lựa chọn lại. Đang lúc suy nghĩ do dự, Tiền Nghị đột nhiên phát hiện xung quanh thay đổi đáng sợ. Một lớp bóng tối bao phủ bốn phương tám hướng, hơn nữa lan tràn tới chỗ hắn với tốc độ cực nhanh. Quỷ, sắp đến, mục tiêu lần này là ta, không thể nào. Nhóm người trong tòa nhà ký túc xá bị quỷ giết hết nhanh vậy sao? Dương Gian kia đâu? Chẳng phải hắn đã xử lý sự kiện linh dị cấp S sao? Tại sao không ngăn được con quỷ này? Tiên Nghị giật thót tim, hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Xong rồi, trong lòng Tiên Nghị mất can, đảm dãy giụa, giờ phút này chỉ có sự tuyệt vọng bất lực, bởi vì hắn hiểu rõ con quỷ này, biết năng lực và quy luật của nó, một khi bị theo dõi, vậy có nghĩa là tử vong. Nghĩ đến chính mình lập tức sẽ bị quỷ giết chết, hắn cảm xúc tan vỡ, cả người ngã ngồi dưới đất, không kiềm được vùi đầu khóc lóc. Hắn không muốn chết, chính mình rõ ràng là có thể đi ra quỷ vực. Tại sao chỗ quỷ quái này khác với quỷ vực bình thường? Sao mãi mà không thể đi ra chứ? Hắn muốn giống to, nhưng không có can đảm hét ra. Trơ mắt nhìn bóng tối càng lúc càng gần, hắn cảm giác chính mình tối đa còn có thể sống 3 phút đồng hồ, không, tối đa 1 phút đồng hồ. Bởi vì quỷ ẩn giấu trong bóng tối này là tồn tại khủng bố ít nhất có thể áp chế 7 con quỷ. Loại người chỉ khống chế một con quỷ như Tiền Nghị, bên cạnh không có đồng đội khác, trước mặt loại linh dị này thì yếu ớt còn hơn một con gà. Bất cứ dãy giụa, phản kháng đều là dư thừa, không thể thay đổi hiện thực tàn khốc này. Nhưng khi bóng tối xâm thực đến vị trí gần Tiền Nghị khoảng 3-4 mét thì phát sinh một việc có thể nói gần như kỳ tích. Bóng tối nhanh chóng rút đi, ùa hướng khác. Mục tiêu của quỷ bị sửa đổi. Chuyện gì? Tiền Nghị nhìn bóng tối rời đi, bị dọa suýt khóc lập tức hơi trợn tròn mắt, không dám tin tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Quỷ ở trong bóng tối đó đã chọn chính mình là mục tiêu, nhưng tại sao rời khỏi? Không lẽ chi viện bên tổng bộ đã đến? Không, điều này không thể nào, hắn không nhận được thông báo. Đương nhiên không phải chi viện, mà là nến quỷ chỗ Dương Gian nổi lên tác dụng. Quỷ thật sự bị hấp dẫn, do đó buông bỏ mục tiêu Tiền Nghị này. Nhưng Dương Gian hấp dẫn quỷ tới thì nhất định là an toàn sao? Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, ai cũng không biết con quỷ này rốt cuộc đã giết chết mấy vị người ngự quỷ, rất có thể mấy người nhóm Dương Gian trong trạng thái đi lẻ đối với con quỷ. Nếu đúng là như vậy thì tiếp theo 5 người nhóm Dương Gian sẽ đối mặt cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, ác quỷ ập đến. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 845, so đấu về số lượng 1. Ngọn lửa nhỏ màu đen trên nến quỷ trắng chập chờn. Xung quanh mờ tối âm u lạnh lẽo, khắp nơi lộ ra hơi thở kỳ dị không rõ. Đã qua hơn 1 phút từ khi thắp nến quỷ, nhưng mà quỷ còn chưa xuất hiện. Loại tình huống này khiến Dương Gian mơ hồ cảm giác không ổn lắm, hắn lo lắng phải chăng nến quỷ không thể hấp dẫn con quỷ đó đến. Hoặc nên nói từ khía cạnh nào đó thì nến quỷ cũng có đặc tính của quỷ, đối với quỷ chỉ giết người đi lẻ thì không đủ để hấp dẫn vượt qua quy tắc của quỷ. Nếu đúng vậy thì kế hoạch của Dương Gian tương đương thất bại. Chờ thêm chút nữa, trong 3 phút nếu quỷ còn chưa xuất hiện thì tình huống hoàn toàn mất kiểm soát. Trái tim Dương Gian treo cao, hiện giờ hắn không lo lắng quỷ xuất hiện, mà là lo lắng quỷ không xuất hiện. Quỷ nếu không xuất hiện, đại biểu nến quỷ mất đi hiệu lực, người ngự quỷ khác giải rác trong căn cứ huấn luyện rất nhanh sẽ bị giết sạch. Chờ người khác chết sạch cũng sẽ đến lượt bọn họ, lúc ấy sẽ không có một chút cơ hội sống sót. Thời gian dần trôi. 5 người tập hợp với nhau giờ phút này một câu nói đều không nói, xung quanh yên lặng có chút đáng sợ, chỉ có thể nghe tiếng hít thở nặng nhọc bất an của đối phương. Bóng tối bao phủ xung quanh ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, mọi người đều rõ ràng, bọn họ không có ai giúp đỡ, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Vèo, lúc này xung quanh dường như nổi lên làn gió nhẹ, nhưng mọi người không cảm giác được gió thổi qua bên cạnh, ngược lại nến quỷ màu trắng đứng chính giữa dao động. Ngọn lửa rung lắc mạnh,
chiếu lên người khiến bóng người đung đưa, không biết bắt đầu từ đâu. Tầm nhìn xung quanh bị thu hẹp nhiều, bóng tối dày đặc như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngọn lửa màu đen chập chờn càng mãnh liệt. Dương Gian. Bên cạnh vang lên âm thanh run rẩy, dường như hỏi ý, dường như nhắc nhở. Ta biết, con quỷ kia đến, nến quỷ nổi lên tác dụng. Ngữ khí của Dương Gian đặc biệt nghiêm túc, hắn đã chú ý hoàn cảnh xung quanh khác lạ, giống lúc hắn trải qua trong thôn Hoàng Cương. Mà quỷ bị hấp dẫn lại đây rồi thì lần đầu tiên tiếp xúc là phi thường hung hiểm, bởi vì hắn không xác định hiện tại con quỷ này rốt cuộc có thể áp chế số lượng bao nhiêu. Có lẽ bọn họ vẫn an toàn, có lẽ bọn họ đã ở trạng thái đi lẻ. Dương Gian hít sâu, đè nén bất an và căng thẳng trong lòng, hắn đã chuẩn bị tất cả những gì có thể. Người khác càng là khẩn trương toàn thân run rẩy, bọn họ cái gì đều không có làm, cái gì đều không nói. Bởi vì ở trước mặt con quỷ này thì bọn họ tựa như người bình thường, tác dụng duy nhất là tập hợp với nhau góp đủ số. Rất nhanh, bóng tối ập đến, không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp nuốt sống mọi người. Lúc nãy xung quanh chỉ mờ tối lập tức mất đi tất cả tia sáng, biến thành xòe tay không thấy năm ngón, giống hệt tình huống trong tòa nhà ký túc xá. Tất cả mọi người trừ Dương Gian ra đều biến thành có mắt không thấy núi thái, bọn họ không thấy được gì cả, chỉ có thể bằng cảm giác, bằng tai phát hiện khủng bố to lớn ẩn giấu xung quanh. Phạm vi tầm nhìn của quỷ nhãn cũng không lớn. Con quỷ này có thể hạn chế bất cứ một con quỷ nào mà không thể giải trừ được, bao gồm quỷ vực của Dương Gian, nhưng quỷ nhãn cũng có tầm nhìn đặc biệt. Tầm nhìn thuộc về quỷ nhãn, cho nên dù hắn không có biện pháp vận dụng quỷ vực, cũng có thể thông qua quỷ nhãn thấy rõ xung quanh. Vẫn là khoảng cách 5 mét sao, Dương Gian dứt khoát nhắm mắt lại, tập trung vào tầm nhìn của quỷ nhãn, thông qua quỷ nhãn lưu ý động, tĩnh xung quanh. Giờ phút này, trên trán, sau gáy của Dương Gian đều có một con mắt kỳ dị. Hai con quỷ nhãn khiến hắn có thể xem rõ ràng tình huống đằng trước và phía sau, con quỷ đó cũng không phải loại giỏi che giấu mình. Cho nên tầm nhìn của hai con mắt trước và sau nhiều hơn chẳng những không có ý nghĩa, ngược lại sẽ ảnh hưởng Dương Gian. Dương Gian, nó đến rồi sao? Trương Lôi thấy xung quanh không có động tĩnh gì thì không kiềm được khẩn trương nhỏ giọng hỏi thăm. Vẫn chưa. Dương Gian đáp lại, nó vẫn không xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn quỷ nhãn của ta, nhưng ta có thể khẳng định nó đã đến, ở gần đây. Các ngươi đừng khẩn trương, hết thảy cứ theo kế hoạch. Nếu hành động lần này thật sự thất bại thì không có gì để nói. Ta hiểu. Trương Lôi không nói chuyện nữa, bắt đầu yên lặng chờ đợi kết quả. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 846, so đấu về số lượng 2. Quỷ nhãn của Dương Gian đảo qua nhìn vị trí của nến quỷ. Nến quỷ vẫn rất ổn định, tốc độ cháy vẫn giống lúc trước, không có bất cứ thay đổi. Bởi vì nến quỷ màu trắng chỉ có tác dụng hút quỷ, không thể giống như nến quỷ màu đỏ khi gặp quỷ thì cháy mạnh. Nên có nghĩa là nến quỷ màu trắng có thể thắp một thời gian dài, không cần lo thoáng chốc đốt sạch. Khi Dương Gian định thu về tầm nhìn thì phát sinh một việc khiến hắn cảm giác được sợ hãi. Tầm nhìn của hắn nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở nên mờ tối, giống như đã mù lòa, sắp sửa hoàn toàn biến thành một người mù. Không, không phải ta sắp mù, mà là quỷ nhãn bị áp chế, sắp đóng lại. Dương Gian lập tức ý thức được tình huống không ổn. Quỷ nhãn bị áp chế không khiến hắn cảm giác ngoài ý muốn, nhưng đến mức quỷ nhãn tự động khép lại thì trước giờ chưa từng có. Không, cũng không phải trước giờ chưa từng có. Trước kia ở thành phố Đại Sương, Dương Gian ở nhờ trong căn hộ của Giang Diễm cũng từng có một con quỷ qua đường, không rõ cấp bậc, lúc ấy quỷ nhãn của hắn cũng giống như vậy, tự động khép lại, không dám nhìn. Đây là một loại áp chế thuần túy, như quỷ bóng không đầu của Dương Gian vậy, có thể hoàn mỹ áp chế quỷ thừng, khiến quỷ thừng thành một vật phẩm bình thường. Nhưng hiện tại, bị áp chế là bọn họ. Đáng chết, con quỷ này đã trưởng thành đến mức nào rồi? Dương Gian giờ phút này không chút chần chừ, hắn vội mở ra cái hộp màu vàng cầm trong tay. Sau khi hộp bị mở ra, bên trong là một thứ bị vàng lá bao kín nhiều lớp, thứ này có hình dạng bàn tay, là một bàn quỷ thủ bị hắn bắt nhốt trên máy bay. Nhưng khi Dương Gian định thả quỷ thủ ra để tăng thêm số lượng quỷ bên mình thì hắn lại do dự một chút. Nếu con quỷ này áp chế số lượng vừa lúc là 8 thì sao? Dương Gian thầm dùng mình, nếu đúng vậy,
ta thả ra quỷ thủ tương đương tự sát, bởi vì quỷ trong thân thể chúng ta bị áp chế, quỷ thủ này thì không, có thể không kiêng nể gì bắt đầu giết người. Quy luật của quỷ trong quan tài đúng là giết người đi lẻ, nhưng quỷ thủ thì không, bàn tay này không cần biết ngươi đi lẻ hay đi đôi. Vào phút nguy cơ như vậy, đi nhầm một bước là đoàn diệt, hơn nữa cũng không có thời gian cho hắn tiếp tục suy nghĩ. Phải đánh cuộc một phen mới được. Dương Gian cắn răng, bỏ đi do dự trong lòng, sẽ mở lớp vàng lá kia, thả quỷ thủ ra. Dương Gian cược số lượng con quỷ này có thể áp chế là 9. Chỉ có như vậy thì thả quỷ thủ ra mới cực kỳ an toàn, sẽ không tùy ý giết người. Nhưng tương tự, nếu con quỷ này có thể áp chế số lượng thì thả quỷ thủ ra tương đương thả ra một con quỷ có thể hoạt động, đối với mọi người sẽ là một đợt đả kích mang tính hủy diệt. Sau khi xé mở vàng lá, quỷ thủ nằm trong hộp vốn không thể nhìn thấy, cần mở ra quỷ vực 3 tầng mới có thể tìm được. Nhưng mà hiện tại, một bàn tay trắng bệch, không có màu máu yên lặng nằm trong hộp, không có gì kỳ lạ. Ta thành công, con quỷ này áp chế luôn quỷ thủ, cho nên số lượng nó có thể áp chế hiện nay là 9. Dương Gian vừa kinh vừa sợ, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, đồng thời không kiềm được thở phào. Số lượng quỷ bên mình là 8, cộng với quỷ thủ thì vừa lúc cũng là 9. Cân bằng đã trở lại. Nhưng mà còn chưa đợi hắn vui mừng, đột nhiên sau lưng truyền đến sức kéo mạnh, giọng nói tuyệt vọng kinh hoàng của Vương Giang vang lên, cứu, cứu mạng, ta bị tập kích, có cái gì bắt lấy ta, muốn kéo ta đi. Tin tức này khiến Dương Gian toàn thân nổi da gà. Đùa à, số lượng quỷ bên chúng ta đạt đến 9 cũng bị tập kích. Chẳng lẽ, quỷ thủ này không được tính là một con quỷ? Chuyện lo lắng nhất đã phát sinh. Rất có thể trong phán định của quan tài quỷ thì quỷ thủ chỉ có thể tính là một con quỷ tàn khuyết, số lượng không tới 1, có thể là 0.5, cho nên bọn họ vẫn trong trạng thái đi lẻ. Đương nhiên còn có một khả năng, đó là số lượng của quỷ trong quan tài quỷ vượt qua 9, đạt đến 10. Xem như là Dương Gian thả ra quỷ thủ cũng vẫn thiếu một con quỷ, mở bình ra, thả ra con quỷ thứ 2. Dương Gian không lựa chọn đi cứu Vương Giang, mà là nháy mắt phản ứng lại mở ra cái bình màu vàng mang bên người. Nếu cân bằng bị phá vỡ thì hắn cũng không cứu được Vương Giang, chỉ có khôi phục cân bằng mới có thể cứu người. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 847, Thế cục mất kiểm soát. Đốt nến quỷ dẫn đến ác quỷ sản sinh hậu quả tồi tệ hơn dự đoán. Dương Gian cũng không ngờ rằng cho dù hắn mở ra cái hộp, thả ra quỷ thủ, số lượng quỷ bên mình vẫn không đủ. Phải biết rằng trước đó hắn dự tính con quỷ kia tối đa chỉ có thể áp chế 6 hoặc 7 con quỷ. Nhưng mà hiện tại, bên người, gom đủ 9 con quỷ thế nhưng còn có người bị tập kích. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian chính mình trốn ra tòa nhà ký túc xá, tìm kiếm người khác thì quỷ đã giết hết mọi người sao? Căn cứ huấn luyện tổng cộng chỉ có 10 mấy người mà thôi. Hiện tại không rảnh quan tâm gì khác, Dương Gian chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc trước mở bình ra, tăng số lượng quỷ bên mình lên, ổn định thế cục rồi tìm cách chỉnh phương hướng dự định của mình. Rất nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, cái bình làm bằng vàng bị mở nắp. Không cần Dương Gian tiếp tục làm cái gì, chỉ cần mở bình để mùi của quỷ tỏa ra, theo như kinh nghiệm ở thôn Hoàng Cương, con quỷ trong quan tài quỷ sẽ tính quỷ trong bình chung với họ. Nếu quỷ thủ còn tính là một con quỷ thì số lượng quỷ của đám người Dương Gian, Trương Lôi, Huỳnh Tử Nhã cộng lại là 10. Một con số cực kỳ khả quan, khả năng bị quỷ trong quan tài quỷ vượt qua là không lớn. Nhưng đây không phải là tuyệt đối. Hữu hiệu không? Dương Gian thấp thỏm lo âu, hắn không để ý cái bình, bởi vì hắn đã làm xong việc chính mình có thể làm, hắn vụt quay đầu nhìn về phía chỗ của Vương Giang. Hiện tại tuyệt đối không thể có người chết nữa. Dù chỉ chết một người thì số lượng hai bên nắm giữ quỷ sẽ hoàn toàn đảo ngược, đến lúc đó thật sự thành tử cục, không còn cơ hội sống sót nào nữa, xem như là Giê-xu đến cũng phải quỷ ở đây. Trương Lôi hét to một tiếng, Vương Giang, kiên trì nào. Trương Lôi, Huỳnh Tử Nhã và người ngự quỷ xa lạ kia cùng nhau bắt lấy Vương Giang, ngăn cản hắn bị kéo vào bóng tối. Lúc trước Dương Gian đã sắp xếp rồi, suy xét đến quỷ sẽ chỉ đối một người ra tay, cho nên mấy người tập hợp lại với nhau, cầm tay nhau. Nếu một người bị tập kích, người khác ít nhiều gì giúp đỡ, chỉ cần bảo chứng người gặp phải tập kích không bị lập tức giết chết,
thì còn cơ hội cứu lại. Sức mạnh to lớn trong bóng tối truyền đến từ cánh tay của Vương Giang. Sức mạnh này muốn kéo hắn rời khỏi mọi người, dường như muốn mang hắn vào sâu trong bóng tối, đến bên cạnh khủng bố nào đó. Người khác tuy rằng kinh khủng vô cùng, nhưng vẫn không buông tay, bắt chặt Vương Giang, ngăn cản hắn bị quỷ mang đi. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, lần này hành động mặc kệ đã chết ai thì người còn lại đều sẽ đoàn diệt. Cho nên dù người đầu tiên bị tập kích không phải chính mình cũng phải liều mạng đi cứu người ta. Trương Lôi hét to một tiếng, Dương Gian, bên ngươi xong chưa? Ta sắp không giữ được. Mấy người giống như đang kéo co, dùng cách đơn giản nhất đối kháng với quỷ, chỉ là hiệu quả này hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, mọi người đều bị lôi kéo lùi ra sau. Vương Giang càng thêm thống khổ, thân thể của hắn dường như sắp bị sức kéo cưỡng ép xé rách, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng hét. Dương Gian ngẩn ngơ, sao vẫn bị tấn công? Hắn mở bình ra rồi, số lượng quỷ hẳn là tăng thêm đến 10. Theo lý thuyết Vương Giang không nên bị tập kích mới đúng, tại sao quỷ vẫn hành động, vẫn muốn giết người? Đợi đã, còn chưa đợi Dương Gian phân tích tình huống, hắn bỗng dưng phát hiện quỷ nhãn của mình lại khôi phục cảm giác, có thể mở lại, chẳng những như vậy. Hắn thậm chí cảm giác quỷ bóng không đầu trong thân thể có thể hoạt động, không tiếp tục bị áp chế, xem ra hắn tăng thêm số lượng quỷ bên mình vẫn có tác dụng. Giờ không rảnh nghĩ cái khác, lo cứu người đã. Thời gian không cho phép Dương Gian đi suy nghĩ. Nếu quỷ của mình có thể phát huy tác dụng, hắn không chút do dự mở ra quỷ nhãn, một bóng đen không đầu ở dưới chân nhanh chóng bao phủ Vương Giang, hơn nữa xâm nhập vào bên trong thân thể hắn. Quỷ bóng không đầu vừa xâm nhập, cảnh khó tin xuất hiện. Mọi người lảo đảo suýt té ngã, sức mạnh to lớn định kéo hắn đi chớp mắt biến mất tăm. Vương Giang được cứu. Không sao rồi, Vương Giang không sao, Dương Gian, chúng ta thành công, Vương Giang không bị con quỷ kia tập kích, quỷ buông bỏ mục tiêu. Bị người ngự quỷ lạ cảm giác Vương Giang không bị mang đi, vui sướng bất ngờ nói, hắn biết không phải bọn họ cứu Vương Giang, mà là kế hoạch thành công, hiệu quả xuất hiện. Thành công sao? Thật là siêu mạo hiểm, Dương Gian, ngươi chuẩn bị quả nhiên có hiệu quả, đột ngột tăng thêm số lượng quỷ khiến chúng ta sống qua đợt tấn công này, có thể bắt đầu kế hoạch kế tiếp. Trương Lôi cũng có một loại vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ phút này thở phào một hơi. Bọn họ cũng đều biết, hung hiểm nhất là khoảnh khắc quỷ xuất hiện sau khi thắp nến quỷ. Chỉ cần chống cự qua đợt tiếp xúc này, đạt đến cân bằng, như vậy trong thời gian sắp tới bọn họ sẽ có thời kỳ an toàn khá dài. Không, tình huống khác với ta tưởng tượng, các ngươi khoan vui vẻ quá sớm. Dương Gian sắc mặt đặc biệt khó coi, lúc ta thả con quỷ thứ nhất ra, Vương Giang vẫn bị tập kích. Ta thả ra con quỷ thứ hai, Vương Giang vẫn bị tập kích. Tuy rằng trước sau cách thời gian rất ngắn, nhưng quỷ luôn trong trạng thái tập kích chúng ta. Điều này nghĩa là cân bằng về số lượng xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Huỳnh Tử Nhã giật mình kêu lên, không phải chứ. Con quỷ đó từ bỏ tấn công Vương Giang rồi mà. Dương Gian nói, không liên quan quỷ, là ta vận dụng năng lực của ác quỷ của ta cứu được hắn, mà không phải chúng ta đạt đến điều kiện cứu hắn. Nói rồi hắn nghĩ tới cái gì, lập tức đi tới gần Vương Giang, cầm lấy một cánh tay của Vương Giang quan sát. Lúc nãy ta thấy cánh tay này của ngươi suýt chút bị lôi kéo đi, vị trí đại khái bị tấn công của ngươi ở vùng nào? Là như vậy, mới nãy ta đột nhiên cảm giác có cái gì bắt lấy tay của ta, muốn bắt ta đi, vị trí bị chộp lấy nằm ở đây. Vương Giang nói xong chỉ vị trí. Khi Dương Gian nhìn dấu vết để lại trên cánh tay của Vương Giang thì thay đổi sắc mặt. Trên cánh tay của Dương Gian không có dấu tay bấu, chỉ có một vệt dây hằn sâu. Vệt dây này giống hệt cái quỷ thừng tạo ra. Tức là, vừa rồi tập kích Vương Giang không phải quỷ, mà là quỷ thừng. Không, có lẽ là quỷ, con quỷ kia có lẽ khống chế quỷ thừng tập kích Vương Giang. Nếu như là quỷ thừng thì tình huống rất có thể sắp sửa hoàn toàn mất kiểm soát. Sau khi ý thức được điều gì, Dương Gian đột nhiên quay đầu nhìn qua. Dương Gian trông thấy một bàn tay trắng bệch không có màu máu đặt lên vai Huỳnh Tử Nhã. Bàn tay này đang nhanh chóng biến mất trước mắt hắn. Đây là quỷ thủ thức tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 848, cưỡng chế gắn vào một. Từ lúc bắt đầu hành động, thắp nến quỷ dụ con quỷ đó đến đây, mọi chuyện xảy ra đều vượt qua dự liệu của Dương Gian.
các loại tình huống đột phát kỳ dị hung hiểm không ngừng ập đến, không cho hắn có nhiều thời gian suy xét, hơn nữa đi nhầm một bước là thua cả bàn cờ, mọi người đều sẽ chết ở đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dương Gian cắn răng, vừa kinh vừa giận. Dương Gian thả quỷ thủ ra, mở bình màu vàng chứa quỷ ra, hành động như vậy rõ ràng là tăng thêm số lượng quỷ bên mình, chắc chắn vượt qua con số lớn nhất quỷ trong quan tài quỷ có thể áp chế. Cho nên không tồn tại áp chế tuyệt đối hình thành từ quỷ, nếu không thì Dương Gian cũng không thể nào vận dụng năng lực của quỷ bóng cứu Vương Giang. Nhưng vấn đề là, so đấu số lượng quỷ thì bên mình rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế, tại sao quỷ còn tấn công người? Điều kiện đi lẻ hẳn là đã không thỏa mãn mới đúng, là quy tắc phát sinh thay đổi sao? Hoặc tiếp xúc chính diện với quỷ sản sinh biến đổi kỳ dị không thể đoán trước. Không rõ ràng, cũng căn bản không có thời gian đi suy nghĩ phán đoán vào lúc xung quanh nguy cơ chập trùng thế này. Xem như là Dương Gian cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, như xiếc đi dây tiến hành các loại thử, dãy dụ tìm, được một con đường cầu sinh. Quỷ thủ thức tỉnh. Dương Gian nhìn chăm chú vào người ngự quỷ tên Huỳnh Tử Nhã. Một bàn tay cứng ngắc trắng bệch không có màu máu đặt lên vai của nàng. Hơn nữa bàn tay này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến mất trong tầm mắt của hắn. Đây không phải là điểm lành. Bàn tay kỳ dị này mà biến mất đại biểu cho con quỷ này khôi phục trạng thái lúc trước, đi vào quỷ vực tầng thứ 3 sẽ hình thành nguyên rủa đáng sợ, sẽ bắt đầu giết người xung quanh. Tuy Dương Gian không biết điều kiện giết người của bàn tay kỳ dị này là cái gì, nhưng không trọng yếu. Bởi vì bọn họ trong không thể giảm quân số, nếu không thì người vừa chết, ác quỷ mất kiểm soát, sẽ khiến thế cục vốn có hoàn toàn mất đi khống chế. Áp chế bàn tay kỳ dị này rồi tính tiếp. Cơ hồ là phản ứng trong tích tắc, Dương Gian quyết đoán làm ra lựa chọn, hắn thừa dịp quỷ thủ kia còn chưa hoàn toàn biến mất lập tức khống chế quỷ bóng không đầu tấn công. Trạng thái hiện giờ của Dương Gian đã không đủ để mở ra quỷ vực tầng thứ 3. Một khi bàn tay kỳ dị này biến mất thì tất cả người ở đây không có chút sức phản kháng với con quỷ này. Bởi vì người khác không có quỷ vực, không tìm được ngọn nguồn nguyền rủa này, chỉ có thể bị động bị giết chết hoặc là bị tiêu hao đến cực hạn, chết vào ác quỷ thức tỉnh của mình. Nhưng Dương Gian dám thả ra quỷ thủ này thì đã có thủ đoạn chế ngự được nó. Quỷ bóng không đầu giỏi khắc chế loại quỷ không hoàn chỉnh này nhất. Một bóng đen to lớn ẩn giấu trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động đứng bên cạnh Huỳnh Tử Nhã, nàng không chút cảm giác, thậm chí không phản ứng khi quỷ thủ xuất hiện trên người. Đây không phải là bởi vì nàng không đủ tính cảnh giác, mà là nàng không đặt chú ý vào bản thân, nàng chỉ lo cảnh giác con quỷ khủng bố hơn nữa ở xung quanh. Khoảnh khắc bàn tay nhợt nhạt không có màu máu sắp biến mất, một đoàn bóng đen bao phủ lên bàn tay. Này, quỷ bóng nháy mắt xâm nhập vào quỷ thủ. Quỷ thủ vốn đã biến mơ hồ, sắp sửa biến mất giờ phút này giống như mất đi kỳ dị, đột nhiên cứng ngắc. Trước khi bàn tay này đi vào quỷ vực tầng thứ 3 thì quỷ bóng không đầu của Dương Gian thuận lợi bắt giữ nó, thành công hạn chế nó. Nhưng sau khi quỷ bóng không đầu bắt lấy quỷ thủ thì giây sau dẫn tới biến đổi không ngờ. Cái bóng không đầu cao lớn tối đen bỗng không theo sự khống chế của Dương Gian nữa, nó đi thẳng tới chỗ hắn, nhập vào trong thân thể hắn. Nguy rồi, phát sinh chuyện lúc trước lo lắng. Dương Gian con người rút lại, hắn cảm giác quỷ bóng không đầu hành động giống như tuân theo một loại bản năng, mặc dù đã chết máy nhưng bản năng đó còn ở. Nó muốn lắp ráp một thân thể ác quỷ. Bây giờ có được bàn tay này tương đương với được một mảnh ghép. Vì thế mảnh ghép này khẩn cấp muốn ráp lên người Dương Gian, mà Dương Gian không cách nào phản kháng loại bản năng này. Nếu là trước kia thì có thể chống cự, nhưng mà hiện tại, thân thể của hắn ác hóa, bản năng của quỷ bóng không đầu chiếm ưu thế, hắn thậm chí không cách nào đối kháng con quỷ bị chính mình khống chế. Đây là một loại trạng thái mất kiểm soát. Trước kia Dương Gian khống chế quỷ bóng không đầu cũng thường có tình trạng này, mỗi lúc ban đêm quỷ bóng không đầu sẽ không nghe lời. Tự động đi tập kích người bên cạnh, Giang Diễm từng bị tập kích mấy lần, chỉ là mỗi một lần đều bị hắn ngăn lại. Nhưng hiện tại, hắn không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này phát sinh. Rất nhanh, quỷ bóng không đầu vào trong thân thể của hắn, nhưng cũng mang về một bàn tay nhợt nhạt, không có màu máu, giống như gắn xếp gỗ vậy. Bàn tay của Dương Gian kỳ dị đứt, tự động rơi xuống đất, một bàn tay khác phi thường thuận lợi thay thế hắn vị trí bàn tay cũ, thành bàn tay mới của hắn. Ghép xong. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói, miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 849, cưỡng chế gắn vào 2. Trạng thái mất kiểm soát của quỷ bóng không đầu kết thúc, Dương Gian lập tức liền cảm giác luồng hơi thở âm u lạnh lẽo theo cánh tay xâm nhập toàn thân. Vị trí bàn tay mất đi chi giác, xúc cảm, đau đớn đều biến mất, trong lòng dâng lên cảm giác dị vật không thuộc về mình. Khiến người hoảng sợ là, Dương Gian thử nhích tay, bàn tay nhợt nhạt kỳ dị hoạt động theo ý nghĩ của hắn. Đây là quỷ bóng không đầu cưỡng ép gắn quỷ thủ vào người của ta sao? Cân bằng của ta rất có thể bởi vì con quỷ thứ ba chui vào mà bị phá vỡ, đến lúc đó có lẽ sẽ chết càng thảm. Dương Gian cắn răng, mặc dù không cam lòng bị quỷ khống chế đổi đi một bàn tay, nhưng mà hiện tại hắn cũng không thể nào đổi lại. Bởi vì bàn tay này là một con quỷ có thể hoạt động, không bị quỷ bóng không đầu áp chế, nó sẽ bắt đầu giết người. Cũng không thể lấy xuống bắt nhốt, bởi vì đến hiện nay hắn còn cần quỷ thủ này góp đủ số lượng. Tức là, với thế cục hiện nay, Dương Gian chỉ có thể mang theo quỷ thủ. Tạm gác lại, chờ sự tình kết thúc rồi tính. Dương Gian nhanh chóng nhặt lên bàn tay rớt xuống dưới của mình. Không muốn bỏ đi phần thân thể vốn có, Dương Gian bỏ nó vào hộp cất. Dương Gian, ngươi nghe thấy không? Giọng nói căng thẳng của Trương Lôi vang lên, sau khi Vương Giang được cứu, ta dường như nghe thấy sau lưng vang tiếng bình rơi xuống đất, chỗ ngươi rốt cuộc xuất hiện tình huống gì, có cần hỗ trợ không? Ta cảm giác thế cục rất không ổn. Tiếng bình rớt xuống đất. Vừa rồi Dương Gian đặt hết tâm tư vào việc ngăn cản quỷ thủ thức tỉnh cho nên không để ý cái khác, giờ bị Trương Lôi nhắc lập tức quay đầu nhìn qua. Một cái bình màu vàng lắc lư dưới đất, miệng bình đã mở ra, bên trong trống rỗng, nhìn sơ có thể thấy đáy bình, không có hơi thở kỳ dị và không rõ như lúc trước. Quỷ trong bình chạy ra, nhà đã thủng còn rột, chuyện xấu liên tiếp phát, sinh, mỗi chuyện ngoài ý muốn đều khiến người cảm giác được tuyệt vọng và nghẹt thở. Có một con quỷ không bị áp chế, bị ta ngoài ý muốn thả ra. Dương Gian sắc mặt âm trầm nói ra tin tức này, đồng thời quét mắt nhìn bốn phía muốn tìm con quỷ bị thả ra. Cái gì? Tiếng hét kinh khủng liên tiếp vang lên. Dương Gian nói, tình huống khác với tưởng tượng lúc trước, quỷ tập kích Vương Giang khiến ta đoán sai hình thế. Tùy tiện tăng thêm số lượng quỷ tuy tránh cho chúng ta bị quỷ ở đây giết, nhưng ta thả ra quỷ cũng tạo thành rắc rối rất lớn. Rồi hiện tại nên làm gì? Vương Giang mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết còn chưa thở phào thì nguy cơ lớn hơn ập đến. Dương Gian nói, lo được đầu không lo được đuôi, cực kỳ khó đạt tới cân bằng tuyệt đối. Các ngươi đều là người ngự quỷ hiện tại có thể cảm thụ thử có thể sử dụng năng lực của mình không? Trương Lôi đáp, có thể dùng, không hoàn toàn mất khống chế giống lúc trước. Dương Gian nói, vậy là đủ rồi, điều này chứng minh số lượng quỷ bên ta chiếm cứ ưu thế, điều này rất mấu chốt. Hiện tại ta tạm thời cho rằng cân bằng đã đạt tới, tiếp theo là tìm kiếm người ngự quỷ khác. Đợi đã, ngươi đã thả ra một con quỷ khác mà, mặc kệ nó. Huỳnh Tử Nhã vội vàng nói. Dương Gian híp mắt, con quỷ kia bị ta thả ra khỏi bình là vì nến quỷ, cho nên ta dám khẳng định quỷ còn ở bên cạnh chúng ta. Tuyệt đối chưa rời đi, nhưng hiện tại ta không tìm được, nhưng các ngươi sợ cái gì? Chúng ta là 5 người ngự quỷ, xem như là con quỷ kia xuất hiện thì chúng ta cũng có thể lập tức áp chế. Quỷ bên ngoài mới là chúng ta lo lắng nhất, không phải sao? Quỷ trong bình so sánh với quỷ trong quan tài quỷ thì con thứ hai mới càng thêm khiến người hoảng sợ. Con thứ nhất ít ra còn tự tin có thể đối phó với nó được. Hiện tại đi theo ta, có chút vấn đề một bên phát hiện một bên giải quyết, ở yên chỗ này là chờ chết. Mặc dù Dương Gian còn có vấn đề không có giải quyết, nhưng thời gian không cho phép bọn họ tiếp tục tiêu hao. Nhất định phải lập tức hành động, dẫn con quỷ ở bên người đi. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp tục quan sát tình huống xung quanh, nhìn xem khả năng sống sót mà giấy ra người viết có thật hay không. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 850, Quỷ trong đội ngũ 1. Tình huống phức tạp hơn trong tưởng tượng, chưa xác định được quỷ trong quan tài quỷ có thể áp chế được bao nhiêu, ngược lại bởi vì đợt tấn công đó khiến Dương Gian tự tay thả ra một con quỷ. Quỷ trong bình màu vàng rốt cuộc là cái gì, Dương Gian cũng không biết. Sau khi được thả ra nó cũng không hiện hình. Hắn suy đoán quỷ được thả giống như quỷ thủ, giấu trong quỷ vực tầng thứ 3, người ngự quỷ bình thường dựa vào mắt không thể thấy được,
nên Dương Gian mới không nhìn thấy tung tích của con quỷ trong bình. Có lẽ con quỷ này ẩn giấu trong năm người, nhưng không sao. Chỉ cần nến quỷ không tắt là có thể luôn hút quỷ trong quan tài quỷ hấp dẫn đến bên người, lợi dụng quan tài quỷ áp chế con quỷ chưa biết. Hiện tại, bọn họ cần nghĩ biện pháp hội hợp với người còn lại, cũng tìm kiếm phương pháp rời đi. Ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Đi theo ta, dọc đường đi cẩn thận một chút, quỷ ở đây đã phát sinh biến đổi không ngờ. Vương Giang bị tập kích là ví dụ rõ nhất, cho nên đừng quá vững tin vào quy luật không đi lẻ thì sẽ không có việc gì. Trong chúng ta rất có thể ẩn giấu một con quỷ khác, nhưng các ngươi hiện tại không bị áp chế. Lúc mấu chốt có thể vận dụng chính năng lực ác quỷ của mình để giữ mạng, điều ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu. Dương Gian nhìn hồn bình trống rỗng kia, cắn răng, hắn thu thập một phen, tiếp đó cầm nến quỷ lên, bắt đầu hành động. Kế hoạch hành động lần này không hoàn mỹ, quá trình hung hiểm vô cùng. Nhưng ít nhất có thể khẳng định, quỷ trong quan tài quỷ không tiếp tục giết người, bọn họ xem như kéo dài thời gian bị đoàn diệt. Khoảng thời gian này là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Có thể sống rời khỏi đây hay không phải xem hành động tiếp theo. Dương Gian, như vậy thật sự không có vấn đề sao? Trương Lôi có chút không tin tưởng hỏi, lỡ như ngươi thả ra con quỷ kia bị quan tài quỷ mang đi thì làm thế nào? Cân bằng giữa chúng ta có lẽ sẽ bị phá vỡ. Không quản được nhiều như vậy, một mình ta không có biện pháp khống chế toàn bộ cục diện, trước mắt thì đây đã là điều tốt nhất ta có thể làm. Dương Gian nói, ít nhất hiện tại chúng ta đốt nến quỷ cũng không bị quỷ trong quan tài quỷ tập kích, tức là kế hoạch hoàn thành phần lớn rồi. Trong sự kiện linh dị, ai cũng không thể bảo chứng mọi việc đều nằm trong phạm vi khống chế của mình, ta chỉ là con người, không phải thần. Hơn nữa đã lúc này rồi còn chú ý cái gì, các ngươi cũng thấy rồi, trong tình huống ta không tăng thêm số lượng quỷ thì chúng ta bị tấn công ngay. Việc này chứng minh, hiện giờ số lượng quỷ có thể áp chế đã là 9, nó giết thêm một người. Chỉ cần giết một người nữa là chúng ta sẽ đoàn diệt, bởi vì chúng ta đã đến cực hạn lớn nhất mà chính mình có thể đạt đến. Nhóm người nghe vậy thầm rùng mình. Thì ra bọn họ đã nguy hiểm như vậy, nếu thắp nến quỷ chậm một bước, quỷ thừa dịp đoạn thời gian đó giết thêm một người thì bọn họ không có chút xíu cơ hội sống sót. Hiện giờ còn cơ hội sống sót, hơn nữa đảo ngược thế cục, dù mạo hiểm một chút cũng đáng giá, không nên kén chọn. Dương Gian, hành động đi, dù ngươi thả ra con quỷ kia tập kích chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để ngăn lại. Vương Giang mới vừa bình ổn một chút, nghe thấy trong đội ngũ rất có thể trà trộn vào một con quỷ, cũng là trong lòng nổi da gà. Nhưng quỷ ẩn giấu trong bóng tối quanh bọn họ càng thêm đáng sợ, cho nên chỉ có thể cùng quỷ đồng hành, đi tiếp. Còn về cuối cùng có thể sống rời đi hay không thì Vương Giang không chắc, chỉ biết chính mình hiện tại còn chưa chết, trước mắt có thể sống bao lâu tính bao lâu. Ngươi nói đúng, lúc này quả thực không thể yêu cầu nhiều như vậy, ngươi đã làm rất tốt rồi, đổi làm là ta sớm đã chết rồi. Chúng ta hiện tại còn có cơ hội, mọi người cũng đừng buông bỏ, nhất định có thể nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Vị người ngự quỷ khác cũng biểu thị thông cảm. Xóa bỏ nghi ngờ, chuẩn bị liều mạng một phen. Mọi người tiếp tục đi tới. Do Dương Gian mang đội đi đằng trước, người khác nắm tay nhau đi trong đêm, tiếp tục tìm tung tích của người khác trong căn cứ huấn luyện bị bóng tối bao phủ. Nến quỷ trong tay Dương Gian chập chờn ánh lửa, hơi thở âm u lạnh lẽo từ xung quanh ập vào mặt, khiến người ớn lạnh. Thậm chí có đôi lúc hắn đều có thể ngửi được mùi xác thối thoang thoảng từ gần đó thổi tới, ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng kỳ dị vụt qua ở ngoài rìa tầm nhìn. Quỷ quanh quẩn bốn phía, nến quỷ là đèn dẫn đường, bọn họ là mồi. Hai người tụ tập lại với nhau sẽ hấp dẫn mãnh liệt con quỷ khủng bố kia đến gần, không thể rời xa họ đi giết chết người khác. Nhưng đánh lùi bị đoàn diệt cũng chỉ là một bước trong kế hoạch, cách hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm rời khỏi nơi này ít nhất còn có hai bước kế hoạch. Trong đó sẽ có hung hiểm gì thì không ai biết. Cánh tay của ta đang dần mất đi chi giác, giống như bị quỷ thủ ăn mòn. Dương Gian vừa đi vừa phát hiện sau khi bị quỷ bóng không đầu cưỡng ép thay quỷ thủ thì nguyên cánh tay mất đi chi giác. Không còn xúc cảm, không biết nóng lạnh, cũng không biết đau đớn, nhưng kỳ dị là còn có thể vung tự nhiên. Các bạn vừa nghe xong tập 85 của bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.
Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.